Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về Thế Giới Đồng. Và theo từng năm thì xu hướng phát triển trên những chiếc lá ship lại thay đổi. Và những ngày cuối của năm 2016 đã đến, khi mà chúng ta nhìn lại nguyên một chặng đường dài những thiết bị đã ra mắt trong năm nay, có lẽ các bạn cũng nhận ra rằng xu hướng phát triển chính trong năm nay của các hãng lớn đó chính là tập trung rất nhiều cho camera phone. Với góc nhìn tổng quan thì chúng ta sẽ nhận ra những thay đổi liên tục qua từng năm. Vẫn nhớ thời điểm mà các hãng tranh nhau về thông số phần cứng ứng tường, chip đa lõi với tốc độ xử lý cao, dung lượng RAM tăng dần đều qua từng năm. Tiếp theo đó là xu hướng lột xác về thiết kế, kiểu dáng lạ mắt, ấn tượng với màn hình cong. Xu hướng module phone cũng xuất hiện khá ấn tượng. Ngay trong năm nay thì chúng ta cũng có sự xuất hiện của Mi Mix, chiếc điện thoại không cạnh viền. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một sự bùng nổ nhỏ trong năm. Nếu nhìn cả năm 2016 thì camera trên điện thoại mới chính là xu hướng phát triển của các hãng lớn. Thực tế là cuộc đua độ phân giải trên smartphone đã xuất hiện từ lâu. Những nhà sản xuất smartphone thường cố gắng đẩy thông số này lên càng cao càng tốt. Điều này thì nhằm gây ấn tượng với các khách hàng, dễ dàng trong việc quảng cáo và khẳng định vị thế. Tất nhiên là họ cũng nhận ra là số lượng cần song hành với chất lượng. Nokia 808 là một ví dụ điển hình. Với độ phân giải 41 megapixel, Nokia đã gần như làm cho cả thế giới phải giật mình khi có thể nén một độ phân giải như vậy lên camera của một chiếc điện thoại. Nhưng nhược điểm là phần thiết kế trên 808 cũng có phần quá khổ. Nhìn chung thì phần linh kiện camera cũng phát triển chậm hơn so với xu hướng mỏng hóa độ dày. Điều này thì kéo theo việc xuất hiện camera lồi trên các flagship trong những năm gần đây. Nối tiếp một khoảng thời gian dài cho việc chạy đua số chấm thì Samsung bất ngờ hạ độ phân giải trên chiếc flagship năm 2016 của họ xuống còn 12 megapixel, thay thế cho 16 megapixel trên thế hệ tiền nhiệm. HTC cũng bất ngờ giảm độ phân giải trên chiếc flagship HTC 10 xuống 12 megapixel và quay trở lại với công nghệ độc quyền Ultra Pixel của mình. HTC cũng là đơn vị gia công sản phẩm cho Google trong lần ra mắt sản phẩm riêng Pixel trong năm nay. Lý do giải thích cho việc này là các nhà sản xuất đã phát triển sâu hơn về công nghệ bên trong thay vì đơn thuần chỉ là tăng độ phân giải. Kết quả nhận được là SPS hay là HTC 10 đều thuộc top 5 những chiếc smartphone chụp ảnh tốt nhất thế giới hiện nay do trang đánh giá uy tín DxOMark nhận xét. Thậm chí là chiếc Google Pixel vốn do HTC gia công còn đứng đầu danh sách. Tất nhiên là ngoài công nghệ bên trong phần linh kiện được nâng cấp thì thuật toán phần mềm cũng phải được cập nhật. Tính năng chụp ảnh thì cũng dễ sử dụng hơn, đơn giản hơn cho người dùng phổ thông và chi tiết hơn cho người tò mò về thông số chụp. Các chế độ chụp đa dạng hơn và được tối ưu. Song song với việc giảm độ phân giải là sự xuất hiện hùng hậu của các flagship sở hữu camera kép. Điển hình như là iPhone 7 Plus, Huawei P9 và sự xuất hiện hàng loạt của camera kép trên các dòng sản phẩm tầm trung. Xu hướng khác của camera trong năm nay chính là hỗ trợ khả năng chụp ảnh tự sướng. Có thể kể đến như là Oppo với F1S rất nổi bật, đặc biệt là Vivo V5 với camera trước 20MP vừa được ra mắt tại Việt Nam. Kết quả nhận được là những bức ảnh chụp bằng camera 2cam có khả năng chụp ảnh chân dung xóa phông rất hiệu quả, chụp ảnh với góc rộng. Nói chung là người xem rất dễ bị lầm tưởng rằng bạn chụp bằng một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp DSLR chứ không phải là thông qua một chiếc điện thoại. Bên cạnh đó thì camera trước cũng được nâng cấp linh kiện, đồng bộ với các thuật toán phần mềm hỗ trợ tính năng selfie, cho ra những bức ảnh lung linh và mờ ảo. Chắc hẳn thì khi nói đến đây, các bạn cũng nhận ra được rằng camera chính là xu hướng phát triển trên các flagship nói riêng và smartphone nói chung trong năm 2016. Còn bây giờ thì các bạn hãy hướng góc nhìn sang năm 2017. Các bạn có dự đoán gì về xu hướng trong năm mới? Bản thân cáo thì đưa ra dự đoán về việc các hãng lớn sẽ phát triển mạnh về phần mềm. Điều này thì được đưa ra dựa vào một trong những dự đoán xu hướng sẽ bùng nổ trong năm sau, đó chính là công nghệ thực tế ảo VR. Sau một khoảng thời gian khơi màu làm quen khá dài từ năm 2015, thì năm 2017 sẽ là năm mà VR phát triển rất mạnh từ thiết bị, công nghệ đến nội dung. Các hãng lớn sẽ tập trung phát triển phần mềm để bắt kịp xu hướng này. Các ông lớn được dự đoán sẽ làm nên chuyện bao gồm Microsoft, Samsung và Google. Đặc biệt là Apple thì cũng được đồn đoán là sẽ nhúng tay vào. Mà các bạn cũng đã biết rồi, Apple thì thường làm rất tốt những gì mà họ bắt tay vào thực hiện. Có thể các bạn vẫn chưa biết thì công nghệ thực tế ảo VR không phải là công nghệ duy nhất được dự đoán sẽ bùng nổ trong năm 2017. Vẫn còn rất là nhiều những xu hướng thú vị khác được dự đoán sẽ xuất hiện cho những chiếc flagship ra mắt vào năm sau. Và nếu như các bạn muốn cáo thực hiện chủ đề này thì cũng comment ngay bên dưới để có thể thực hiện, hoặc đơn giản là cứ video được hơn 150 like thì cáo sẽ thực hiện video này. 100 like thôi em ơi. Ok thì 100 like thì cáo vẫn sẽ thực hiện luôn, hạ giá một chút. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mình là cáo, xin chào và hẹn gặp lại.